Tuân, học sinh ưu tú soái ca bao năm danh hiệu xuất sắc. Đấy, còn người ta thế chứ lại. Cô thầy cha mẹ chúng bạn rất mến thương. Con học lầm học luôn cuối năm nào con cũng toàn đứng nhất. Nghe là mẹ học ít ít thôi con ạ. Nhất trường, nhất huyện, cuối cùng nhất quốc gia. Em lần này bài thi hóa thì cô cho sẵn con 10. Vì bài nào cũng đúng vậy nên mình em cô miễn làm. Giờ thì bạn ngồi chơi còn các bạn khác thì mau lấy giấy ra. Nhanh lên. Này, nhìn cậu thật lạnh lùng, tớ muốn rụng trứng ra ngoài. Làm gì mà chăm thế, người ta làm quen tí nào. À mà nãy giờ đang bàn sang thằng Tuấn lớp kế bên. Chứ bố Tuấn này, nhìn mặt thì đần đần ý như là đang bị phê cần. Học hành thì lại lười chuyến ra chơi ngu có tiếng rồi. Bạn bè toàn thằng tồi thấy nhau hiên ngang đứng trước cờ. Cút ngay ra ngoài. Bài tập về nhà mà em quên vợ nói cả trăm lần. Nào là bị bệnh nặng tay em bong gân nghe chán rồi. Cậu mà còn già mồm tối không cho thi hết lý do. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Sang tuần sau trường ta tổ chức họp cho phụ huynh sắp cuối kỳ. Em linh lên đây phát giấy cho cô. Nhanh chân lên em phát cho các bạn. Nhanh lên đi, nhanh lên đi, nhanh cô còn đi. Các em nhớ về giao tận tay phụ huynh hộ cô cái giấy mời. Không giao cho xong khắc biết tay cô. Sống sao bây giờ. Thôi xong thân tao nguy cơ bị tống khỏi nhà. Còn tao nguy cơ bị đánh cầu giò. Ngày xưa ba tao còn táng vào mồm. Nhà đang yên vui tận thế thật rồi. Thôi yên tâm nào anh em ta đau thương có nhau ta sống pha. Qua bao năm bị ganh nên quen rồi đâu có chi đâu lo xa. Mẹ ơi lâu nay nhà đang yên vui yêu thương quanh năm chẳng cãi nhau. Cho nên hôm nay 26 con mong mẹ cha luôn thương con dù thế nào. Rồi rồi đừng nhiều lời ông ấy lại có cái chuyện gì động trời. Ấy chết bố cứ lo không sao cô mời họp tí thôi. Chào bác lái xe hèn xăm. Bác có thích đóng phim không? Cát xê cháu đưa 50. Nếu diễn tốt thêm 200. Ok luôn làm phim gì bác đây rất nhiều kinh nghiệm. Bố cháu ôm bác ơi nhưng cô không nghe mà cứ mời họp thế nó mới đèn cơ. Bác thấy cháu đang thương không? Thế cháu mới đến đây nhờ thằng cháu đang thương và là. Yên tâm bác nhiều kinh nghiệm đưa món đi là xong liền. Thứ sau nhé bác ơi xong xuôi cháu đưa tiền nốt cho ok. Kính thưa quý vị, tình hình thật tình hình con em mình chưa tập trung nhiều. Học hành thì còn lười ám chơi yêu đương chưa biết điều. Đặc biệt là một vài em sau đây xin nhớ lắng nghe. Bé lê giăng đạc, học hành thì nhiệt tình những game thì cũng cay hết mình. Bành thị lo còn lười em lung băn linh hơi lắm mồm. Trần thị là nhiều thầy cố ghi em hay nhau vũ bàn. Cuối cùng đây là em học sinh của lớp mà tôi rất thất vọng. Ăn chơi yêu đương pha phách hư thân. Ôi ơi. Không chăm lo ôn dốt như con bò. Con này đây ơi, con này đây thấy nhục thay. Các vị nhớ dạy dỗ đừng cho đàn em bị hư như em này. Tôi xin đeo tên bé Lê Văn Tuấn. Parent em Tuấn ơi đang nơi nào? Đâu ạ, phụ huynh bé Lê Văn Tuấn đâu ạ? Tôi đây ạ. Ô, anh Sơ, hôm nay anh không đi làm à? Anh làm gì có con cháu đang đi học phụ huynh? Làm gì có con cháu đang đi học phụ huynh. Alo. Dạ vâng, tôi là phụ huynh cháu Tuấn đây. Tôi đâu rồi? Đấy, tao bảo nè. Mày dám thuê người đi học phụ huynh thế nào hả? Ừ, đúng. Hả, hả, hả. Con sai rồi, kể từ giờ hàng ngày con xin nguyện chăm học nghe lời. Phụ mẹ làm việc nhà không khêm ăn chơi với đám bạn. Học hành thành tài và không quên công ơn bố dưỡng dùng. Con nói thật mà bố. Ngày tháng trước con thật đần, nghe lời chúng nó ăn chơi. Chôn tiết đánh nhau lô để ngày tháng ngày tôi tạm về. Ôi bao nhiêu tôi nói gây ra. Cho con xin lỗi đi bố ơi. Con xin ngoan xin cho con đây cơ hội hay yêu thương. Con nói một tiếng cho con vui, cứ im thế con hơi buồn mà cũng thấy hơi lo lo. Every one ai cũng có lúc say. Bố cho con xin lỗi bố ơi bố à. Bố con sai rồi. Mày nói xong chưa? Cái câu này mày hứa với tao bao nhiêu lần rồi hả? Con cái mặt dậy. Ôi trời ơi anh ơi, đừng có đánh con nữa. Để em. Con đi này. Thôi, em mệt rồi. Đánh đi em đi spa nhá. Đi. Đánh thằng Tuân chắc là mệt rồi đúng không? Để anh đưa em đến Hạt Rẻ Spa. Hạt Rẻ Spa thì nằm ở ngay Tân Phú, Sài Gòn thôi. Các bạn nhân viên thì rất chi là niềm nở và nhiệt tình. Rồi chào em nhá. Rồi chào em nữa này.
Ở đây thì có rất là nhiều các dịch vụ để em tha hồ lựa chọn. Mà giá thì đúng như cái tên của nó, cực kỳ là hạt rẻ luôn. Vào đây có khi muốn làm hết nên. Đấy, hai cái giường này, nhìn thôi đã thấy thoải mái rồi. À còn đây là cái phòng xông hơi đá muối này, vào đây thì tha hồ mà thư giãn luôn. Rồi, còn đây là phòng massage này. Các bạn nhân viên ở đây thì rất là chuyên nghiệp luôn. Ui, ước gì mình được làm em nhân viên ấy. Nếu mà em còn cái thắc mắc gì thì hãy vào fanpage Hạt Rẻ Spa Tân Phú để mà tìm hiểu thêm nhé. Hạt Rẻ Spa, làm đẹp thả ga mà không lo về giá. Hello anh, 500 anh em. Ok, bây giờ đã là 9 giờ sau một tiếng chờ Yến đi mua đồ thì mọi người ăn sáng. Đúng còn gì? Ăn thử đi. Em ơi, ăn đi em ơi. Ăn đi nhá. Gọi nhân mình quên để nhân. Kiếp mua về không cảm ơn câu nào. Sâu rồi ăn. Ôi, chủ cho là may rồi. Đầu không cái việc đi mua rồi. Long ơi. Ừ nhá. Cảm ơn cái áo mới này. Tao đưa vào đơn thế toàn con trai hôn gái à? Ba tay em này vào đây. Để cơ hội với trời. Đánh nhau thật à? Chúng mày không đánh con gái nè, đánh con gái đi. Bỏ con gái. Ok, đấy sư. Rồi, răng, răng long đi, răng long. Cắt. Nói cả người. Cô giáo nhìn mặt cũng thế này á. Sao không chuẩn bị cho nó cái gì đấy? Nhớ bảo màu ngực thì nhớ mà. Cho này có sao? Không tuột được. Không tuột được, cho bà. Mày càng vào len chả là tuột được. Em kiếp nhà đầu tư nhá. Bố khuyết tật à? Cô thầy ấy, chỉ mai. Ừ thế cũng được. Nhớ mình biết thương kiểu em như này. Bạn anh lên không ạ? Giờ thì bằng ngồi chơi còn các bạn khác. Từ từ. Từ từ. Action. Còn mẹ. Giờ thì bạn ngồi chơi còn các bạn bè thì còn mẹ mày. Sang cầm dao chém ra tổ trưởng họp cho phụ huynh sắp quay kể. Cú. Cú. Chưa. Mày nhá. Mặt. Nhìn nhìn cô giáo, nhìn cô giáo. Môi này dài dài. Cô bé này kia cười. Nhìn cô. Nào. Không cười nữa nhá. Nào. Action. Ơ sao? Đây, để đó hay thay chỉ đang như này. Đặt đây thôi. Khỏi.